Em xin mến chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em lại mời các bác ra thăm cái vườn dâu của nhà em. Đây, vườn dâu này em mới nuôi và hiện nay đang bắt đầu lên những ngọn mới các bác nhé. Thì hôm vừa rồi xem trên kênh của em, một bác có muốn em trao đổi về cái cách thức chúng ta bón phân, quy trình bón phân từ khi cây dâu chúng ta mới trồng cho tới khi thu hoạch. Thì em cũng xin chia sẻ cái kinh nghiệm của bản thân em ở đây trong quá trình bón phân, làm sao để cho cây dâu chúng ta phát triển tốt nhất mà vẫn đảm bảo được cái chất lượng trong quá trình nuôi tầm. Em xin mời các bác cùng theo dõi nhé. Đối với vườn dâu này thì em mới nuôi và cắt cách đây khoảng 10 ngày các bác. Hiện nay các cái ngọn cây dâu đang lên khá đẹp. Thì trong quá trình trồng dâu nuôi tằm thì chăm sóc cái vườn dâu để cho nó lên tốt là một cái vấn đề hết sức quan trọng. Tuy nhiên là chúng ta chăm sóc mà quá lạm dụng vào phân và một số cái loại thuốc bảo vệ thực vật thì nó sẽ cái chất lượng cây dâu nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến con tằm các bác nhé. Thì trong quá trình nuôi tằm sẽ dễ bị sinh bệnh như ngộ độc phân và một số cái loại bệnh nấm khác. Đây, cái đoạn trên này thì em cắt trước rồi các bác. Đoạn trên này hiện nay cũng được khoảng 15 ngày rồi. Và hiện nay các cái lá dâu đang lên khá xanh tốt các bạn. Thì đối với vườn dâu của em thì em đã thu vài lứa rồi. Ở đây em cũng chỉ tâm sự để chia sẻ với các bác từ cái quá trình chúng ta trồng cây dâu thì bón phân như thế nào thôi. Thì trong quá trình trồng cây dâu thì chúng ta trồng bằng hom các bác nhé. Cũng có một số bác thì mua cái giống dâu hạt về trồng. Tuy nhiên ở đây thì em không có trồng cái dâu hạt và toàn bộ em trồng bằng hom hết các bác. Trồng hom thì nó có cái lợi ích của nó là cái cây dâu của chúng ta sẽ bền hơn, cái tuổi thọ nó được lâu hơn các bác. Và cây dâu phát triển cũng rất khỏe. Tại hiện nay các cái lá dâu của em là đang phát triển xanh và khá to các bác. Thì trong quá trình chúng ta trồng cái hom ấy, thì thường là từ khoảng 20 ngày trở ra thì cây dâu của chúng ta bắt đầu nó ra rễ các bác nhé. Thì trong quá trình lúc chúng ta mới trồng thì các bác không nên bón phân. Có thể là chúng ta có thể rắc vôi để giảm các cái loại nấm bệnh và bón một số cái loại phân vi sinh, phân chuồng thì nó làm cho tốt cái cây cây dâu khi nó bắt đầu ra rễ. Chúng ta không nên bón các cái loại phân hóa học vào, tại vì giai đoạn đầu cái cây dâu của chúng ta nó chưa có rễ các bác. Chúng ta bón phân hóa học vào nó sẽ nóng và làm cho cái hom dâu của chúng ta rất dễ bị thối. Và thường khi cây dâu nó ra cái ngọn nó lên được khoảng 25 đến 30 cm là lúc đấy là cái rễ bắt đầu nó mới phát triển mạnh các bác. Còn là giai đoạn đầu thì nó chủ yếu là ra ngọn và nó phát rễ rất chậm. Thì quá trình bón phân thì chúng ta không nên quá lạm dụng phân các bạn. Tại vì đối với các loại phân rất dễ bị gây ngộ độc cho con tằm. Đặc biệt là với bản thân em chỉ bón một loại phân hóa học duy nhất, đó là phân phân đạm các bác nhé. Và mỗi lần bón thì em chỉ rắc một ít thôi. Và khi em trồng cái cây dâu nó lên được thường thì khoảng tháng rưỡi đến 2 tháng thì khi cái bộ rễ của cây dâu nó phát triển khá tốt rồi thì bắt đầu em mới bón phân các bác nhé. Và mỗi lần bón em chỉ rải thoáng qua thôi. Thì vì cây dâu nó cũng rất khá dễ lên các bác. Và đối với các loại đất của chúng ta thì cơ bản cây dâu giai đoạn đầu nó lên rất tốt nên chúng ta cũng không cần phải bón quá nhiều phân. Bên cạnh đó thì các bác nên bổ sung một số cái loại phân chuồng đã được ủ hoai mục. Chúng ta hạn chế bón phân chuồng tươi. Cái phân chuồng tươi nó sẽ làm cho cái cây dâu của chúng ta nó bị nóng và nó rất dễ sinh các cái loại nấm bệnh, và đặc biệt là cái rẹp nó phát triển khá mạnh các bạn. Nên là quá trình bón các cái loại phân chuồng thì các bác nên ủ cho nó hoai mục thì chúng ta bón nó sẽ đảm bảo tốt hơn rất nhiều.
Và khi cây dâu con của chúng ta nó phát triển được khoảng từ 1 tháng, tháng rưỡi đến 2 tháng thì bắt đầu chúng ta bón phân và chúng ta bón thưa ra. Và khi cây dâu nó phát triển lên cao khoảng ngang thắt lưng thì các bác bón cho em thêm một lần nữa. Và chỉ bón khoảng 2 lần như vậy là 4 tháng sau là cây dâu của chúng ta bắt đầu được thu rồi các bác nhé. Khi bón phân chúng ta phải bón cách cái thời gian nuôi tằm ít nhất khoảng 20 ngày. Thì chúng ta quá trình chúng ta nuôi con tằm nó sẽ hạn chế bị ngộ độc phân các bạn. Đấy là đối với cây dâu nhỏ khi chúng ta mới trồng. Còn đối với cái dâu thu hoạch như của em đây, thì sau khi cắt xong là em sẽ vãi luôn cho một lượt phân. Thì hiện nay trong vườn của em khá nhiều cỏ các bạn ạ. Đối với cỏ này thì thời tiết nắng lên em sẽ phun thuốc các bác nhé, em phun thuốc cháy. Vừa rồi có bác cũng có hỏi trên cái comment trên video của em, hỏi là cái thuốc cháy phun có ảnh hưởng đến tằm không. Thì bản thân em thường xuyên sử dụng thuốc cháy các bác nhé, là nuôi tằm đảm bảo không có bị ngộ độc. Và quá trình chúng ta phun sẽ dùng các cái chụp và phun thấp xuống. Và khi cây dâu của chúng ta cắt xong thì em bón cho một lớp phân nhẹ và làm cỏ sạch sẽ. Và một thời gian khoảng 15 đến 20 ngày sau, khi cây dâu nó lên ngọn được khoảng 25 đến 30 cm các bạn, thì em sẽ vãi cho thêm một lượt phân mỏng nữa. Thế đối với cây dâu của chúng ta sau khi thu hoạch cắt xong thì khoảng 2 tháng sau chúng ta mới được nuôi lại các bạn ạ. Nên là cái thời gian bón phân lần thứ hai, các bác cũng tính giúp em cách cái thời gian chúng ta nuôi khoảng 20 ngày, ít nhất 20 ngày trở ra, thì sẽ đảm bảo cho cái con chất lượng của cái lá dâu khi chúng ta bón, khi chúng ta cho tằm ăn, nó đảm bảo không bị ngộ độc các bác nhé. Thực ra cái cây dâu này thì bản thân em trồng, em bón rất ít phân các bạn. Thì cũng không nên, chúng ta không nên quá lạm dụng vào phân. Chỉ trường hợp mà đối với vườn dâu của chúng ta nó phát triển kém thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng một số cái loại phân, đặc biệt là sử dụng phân đạm và một số cái loại phân bón lá các bác nhé. Hiện nay một số loại phân bón lá cũng khá tốt, như là Smart rồi Anvin, một số cái loại nó kích thích cho cái lá của dâu của chúng ta nó phát triển tốt và nó dày hơn. Tuy nhiên em vẫn khuyến cáo các bác là chúng ta cũng hạn chế, không nên quá lạm dụng vào phân. Mà khi vườn dâu của chúng ta nó lên tốt rồi thì cho các bác thì mỗi lần thu hoạch cũng chỉ nên bón cho em từ 1 đến 2 lần và chúng ta bón ít thôi. Và cái quá trình chăm sóc cái cây dâu của chúng ta thì quan trọng nhất vẫn là nước tưới các bác nhé. Nếu mà chúng ta tưới đảm bảo được cái nguồn nước tưới thì cây dâu nó phát triển khá nhanh. Và đối với cái loại giống dâu chúng ta trồng chuẩn giống thì nó phát triển cái lá, cái chất lượng rất tốt. Và quá trình nuôi thì chúng ta cũng nên để cho cây dâu nó bánh tẻ thì chúng ta nuôi sẽ tốt hơn. Chúng ta hạn chế cho ăn dâu non các bạn. Khi cây dâu của chúng ta còn quá non cho ăn thì cái hàm lượng chất ở trên cái ngọn dâu và lá dâu rất nhiều, nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến con tằm, đặc biệt nó rất dễ bị ngộ độc các bác nhé. Chúng ta cho ăn dâu non, con tằm của chúng ta rất dễ bị đi ngoài. Con tằm khi chúng ta nó lên kén nó sẽ nhỏ và cái chất lượng kén không cao. Đây bên dưới này là em vừa mới cắt tuần vừa rồi các bác, hiện nay mới đang nứt. Em đã vãi phân và hiện nay đang nứt mầm rồi. Đây, các cái gốc dâu sau khi cắt xong mầm nứt rất nhiều. Ở cái thời điểm này là bắt đầu em bón phân lần thứ nhất sau thu hoạch các bác nhé. Và khi các cái mầm này nó lên khoảng 25 đến 30 cm thì em sẽ vãi cho một lần nữa. Bên đây là cái vườn dâu của em đang chuẩn bị thu hoạch các bác nhé. Vườn dâu này của em hiện nay được 1 tháng rưỡi rồi. Và cũng đã cao
qua đầu rồi các bác nhé. Ở cái giai đoạn này thì các bác tuyệt đối không bón phân, tại vì chỉ còn khoảng chưa đến 20 ngày nữa là em sẽ nuôi. Chỗ này khoảng 10 ngày nữa là tua tới đây của em sẽ ăn đến chỗ này, và chúng ta tuyệt đối không bón phân các bác nhé. Đặc biệt là khi chúng ta bón phân là cái lượng đạm nó sẽ dồn lên các cái ngọn ngọn của cây dâu, và chúng ta cho ăn. Như bản thân em nuôi là em không có cắt ngọn các bác. Một số bác cẩn thận nuôi là sẽ phát cái ngọn này đi. Tuy nhiên đối với cây dâu của chúng ta nó đã bánh tẻ, nó già rồi thì không cần thiết phải cắt đi các bác nhé. Đặc biệt là chúng ta cách ly được cái thời gian phun thuốc, bón phân thì cái ngọn này ăn sẽ đảm bảo nhiều dinh dưỡng. Nên một số bác nuôi mà cắt bỏ đi rất lãng phí. Thì hiện nay rất nhiều bác mới nuôi tằm rất quan tâm đến cái việc chăm sóc vườn dâu, nên là thường là sử dụng rất nhiều các cái loại phân. Và khi chúng ta sử dụng nhiều loại phân như vậy nó sẽ ảnh hưởng không tốt với con tằm các bác. Nên đối với vườn dâu của chúng ta khi phát triển xanh tốt rồi thì chúng ta hạn chế bón phân. Đặc biệt là một số bác lạm dụng rất nhiều vào một số cái loại phân bón lá nhé. Trường hợp cái vườn dâu của chúng ta nó không phát triển được thì lúc đấy chúng ta bắt buộc phải sử dụng tăng cường thêm cái lượng phân. Tuy nhiên thì trước khi nuôi thì các bác cũng nên test cái lá dâu trước, đặc biệt là test cái phần ngọn để đảm bảo cái dâu của chúng ta đảm bảo được cái chất lượng, hạn chế tối đa cái việc bị ngộ độc phân. Thì chúng ta nuôi các cái lứa tằm nó sẽ đạt năng suất cao hơn. Đây ở cái phía trên này, vườn của em này dâu lên khá tốt các bạn. Hiện nay dâu đã đang quá lứa, đang rụng lá gốc khá nhiều. Khi chúng ta nuôi không kịp thì cây dâu của chúng ta nó có bị già quá lứa, nó sẽ bị rụng lá gốc các bác nhé. Tuy nhiên là các bác yên tâm, chúng ta tưới tắm cho đảm bảo vào cái phần lá gốc mà nó rụng thì cái ngọn của cây dâu nó cũng vươn lên rất nhanh. Quá trình nuôi chúng ta vẫn đảm bảo được cái sản lượng. Và nuôi tằm thì chúng ta để cho nó bánh tẻ là tốt nhất. Còn là quá trình cây dâu non quá thì cũng vẫn dễ bị ngộ độc. Và cây dâu của chúng ta bị già quá thì cái hàm lượng dinh dưỡng ở trên cái lá dâu nó không cao. Chúng ta nuôi cái chất lượng kén tằm nó cũng sẽ không đảm bảo các bác nhé. Còn bên đây là một vườn của em cũng mới thu hoạch. Vườn em đã phun thuốc cỏ rồi các bác nhé. Hiện nay khá sạch cỏ. Đây những cái cây dâu sau khi thu hoạch kén xong thì em sẽ dọn giải trực tiếp ra vườn này các bác. Một số bác sau khi thu hoạch thì cái phân của con tằm chúng ta có thể ủ cho nó hoai mục được thì sẽ tốt hơn các bác nhé. Tuy nhiên là bản thân em cũng không có cái thời gian, nên thường là em sẽ giải trực tiếp ra ngoài vườn cái lớp cây dâu ra, vừa làm lượng phân xanh rất tốt và cũng hạn chế được cái cỏ con nó mọc các bạn. Nên là sau khi thu hoạch là em giải hết ra vườn này. Hiện nay các cái cây dâu nó non và nó đã mục rồi các bạn. Hiện nay cây dâu em giải các luống đã mục hết rồi, và các cái luống em giải cây này gần như là không có cỏ các bác nhé, nó rất ít cỏ. Ở cái giai đoạn chúng ta sau khi thu hoạch cây dâu nó lên lá đang non như hiện nay, các bác cũng nên quan tâm chú ý ở cái vườn của chúng ta, nếu có dẹp thì chúng ta phun thuốc dẹp các bác nhé. Hiện nay có một số cái loại thuốc chuyên dùng để đặc trị con dẹp trên cây dâu sử dụng khá tốt. Thời gian vừa rồi em phun cũng khá hiệu quả. Thường thì em phun một lần thì vài lứa sau nó mới xuất hiện lại dẹp các bác. Đây, hiện nay có một số con dẹp nhỏ đây. Một số con dẹp nhỏ. Tuy nhiên là cái thuốc phun thì chúng ta cũng phải tính toán để đảm bảo cái thời gian cách ly trước khi chúng ta nuôi. Tránh trường hợp mà chưa đảm bảo cái thời gian cách ly, chúng ta nuôi thì
con tằm nó bị ngộ độc thuốc, và khi bị ngộ độc rồi thì cái sản lượng nó sẽ không cao và rất mất công chúng ta nuôi. Như vậy là em cũng vừa dẫn các bác đi tham quan cái vườn dâu của nhà em, đặc biệt là cái vườn dâu đang phát triển sau khi thu hoạch lên khá tốt phải không các bác. Và cũng qua đây em cũng tâm sự để chia sẻ với các bác về cái cách chúng ta bón phân cho cây dâu để làm sao để cho cây dâu nó phát triển tốt nhất và nó đạt được cái chất lượng lá dâu tốt nhất, không ảnh hưởng đến con tằm trong quá trình nuôi. Thì em cũng chia sẻ để các bác tham khảo. Em cũng xin dừng video ở đây nhé. Em cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Em xin chào tạm biệt tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video sau của em nhé.